Hello cả nhà, hôm nay mình làm một cái món đó là hấp tôm. Cái mướp này mình không có gọt vỏ mà mình cạo vỏ, mình cạo mình lấy cái độ xanh vỏ ở ngoài cho nó dẻo, mà mình đã khoét cái lòng mướp ở trong bớt rồi. Thì đây là tôm, tôm mình cũng đã bầm nhuyễn rồi. Thì giờ mình sẽ nêm gia vị là có hành, có chút xíu hạt nêm, có xíu bột ngọt và xíu đường và có một miếng dầu ăn. Bây giờ mình sẽ trộn gia vị vô tôm. Mình cho hết cái gia vị, chút xíu đường, xíu bột ngọt, xíu hạt nêm, cho ít bởi hạt nêm thôi, tại vì mình không có muốn mặn, hấp tôm mình không muốn mặn, mặn nó sẽ không ngon. Mình cho vô đây miếng dầu ăn luôn. Mình sẽ đánh lên cho cái tôm nó dẻo. Giờ cái tôm mình cũng đánh xong hết rồi, giờ mình sẽ cho nó vô trong cái nước này. Bây giờ mình cũng nhồi cái tôm vô trong cái mướp xong rồi, giờ mình bỏ vô đây mình hấp, rồi mình đem mình đi hấp. Hấp cái này cũng mau mềm lắm, chỉ cỡ chừng 15 phút là đã mềm rồi, để mướp cũng nhanh và tôm cũng nhanh. Cái mướp của mình hấp cũng chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Cái món mướp hấp tôm của mình cũng đã hấp xong rồi. Vừa ăn mướp thì nó có cái độ nước á, ăn nó rất là mát miệng, tôm thì ngọt, ăn cơm thì rất là ngon.